Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Business và Lifestyle của SinPhạm. Bây giờ bên cạnh mình là Sơn Hanma, thanh niên 20 tuổi khỏe nhất. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xem mình hay là Sơn, ai là người khỏe hơn nhé. Có thể các bạn đã biết, hoặc cũng có thể chưa, thì Sơn Hanma là một vận động viên calisthenics. Ở trên TikTok và trên Instagram, các bạn có thể thấy Sơn Hanma làm rất nhiều cái động tác combo calisthenics với độ khó cực kỳ cao luôn. Và Sơn cũng là một người đã nhẫn mặt ở trong rất nhiều cái giải đấu street workout cũng như là calisthenics ở khắp cả nước này. Và Sơn có thể giúp anh giới thiệu một chút về bản thân cho các bạn khán giả được không? Ok, và xin chào các bạn, mình là Sơn Hanma. Năm nay thì mình 20 tuổi và mình đến từ team Sakalit. Hiện tại thì mình đang là top các vận động viên mạnh nhất của Việt Nam ở bộ môn calisthenics. Thì hôm nay mình sẽ gọi là thi đấu với anh SinPhạm xem là ai sẽ là người mạnh hơn nhé. Và hôm nay mình với Sơn sẽ thử thi đấu cả những bài tập calisthenics và cả những bài tập tạ bình thường này nữa để xem ai là người khỏe hơn. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài đầu tiên luôn. Sẵn sàng chưa Sơn? Sẵn sàng. Ok, chia nhá. Ok, bài đầu tiên bây giờ mình với Sơn solo sẽ là bench press đẩy ngực. Em có bao giờ đẩy ngực không? Em á, em thì thi thoảng thử một chút. Thử một chút á, thì cân tạ nặng em từng đẩy ngực bao nhiêu? Chắc là khoảng 100. 100 à? 100 thì không ăn được anh đâu. Bây giờ anh sẽ, tại vì Sơn ít tập tạ hơn thì bây giờ mình sẽ ưu tiên bài này, mình sẽ vào trước. Không biết với Sơn thì thế nào nhưng mà với 100 với mình thì cũng khá là bình thường. Thì mình vào mức đầu tiên, một phát đầu tiên này sẽ vào 100 luôn. Easy. Cho Sơn có cái định ước lượng. Vào luôn 100 à? Được. Để em thử luôn. Để anh đứng xong canh nhé. Ai à? Được luôn à? Ok, được luôn 100. Round 2 bọn mình lên thêm mỗi bên 5 cân là 10 cân nữa. Mình cũng bắt đầu hơi lo tại vì thấy Sơn đẩy quả 100 rồi dễ vãi trường. Có khi đuổi theo mình cái này mất. Easy. Và bây giờ đến lượt mình sẽ thử 100 kg. 110. Đã bao giờ để 110 chưa? Em chưa. Ui. Nhẹ quá. Yeah. Em thấy nào? Em thấy cũng bình thường. Bình thường á? À? Có thấy nặng không? Cũng hơi nặng. Hơi nặng một chút. Em nghĩ em để thêm bao cân nữa? Thêm khoảng 20 cân nữa. 20 cân nữa có nghĩa là thêm một bánh 10 mỗi bên nữa. Đúng rồi. Ôi, vai chưa? Thử đi anh. Ok, phát thứ 3 này bọn mình sẽ đẩy 120. Bạn nào mà xem video max size của mình thì cũng biết là nó cũng gần gần giới hạn của mình đấy. Không biết là Sơn có đuổi được không? Ok. Lên. Được. Ui, hết hồn. Rồi, bây giờ đến lần mình sẽ thử 120 kg xem là có khó khăn không. Nghe có vẻ khó khăn đấy. Ui. Bay vãi trưởng. Đã xong. Nhìn nè, 130 cân cũng anh cũng hơi tâm lý á. Nhưng mà em tin anh làm được. Nhớ mà anh có lăn ở đấy thì nhớ kéo lên. Được. Ok. Oh no. Sao vậy? 130 vẫn nặng lắm. 130 căng. Vẫn lên được nữa. Được anh. Em nghĩ em lên được bao nhiêu? Em lên thêm mỗi lần 10 nữa. Thêm 140. Đúng rồi.
Nhìn thế này là x2 trọng lượng cơ thể. Đúng x2 trọng lượng cơ thể luôn đấy. X2. Đấy là ben mơ ước của nhiều người đấy. Nhóm em làm được. Ok. Ok. Ai là sau 140 còn sức không? Còn anh còn đẩy chắc được là không? Thêm được khoảng 5 cân nữa à. Mình sẽ đẩy thử 150 xem là đã đến ngưỡng thất bại chưa. Lần đầu đúng không? Đúng rồi, lần đầu, lần đầu tiên thử 150 kg. Ok, 150 thành công nhá. Thế đấy ạ. Em thấy cũng bắt đầu kịch đúng không? Bắt đầu nặng rồi. Bắt chắc đầu nặng rồi. Dừng có nhỉ hay là lên nữa? Chắc là dừng thôi. Thực sự là cũng khá là ấn tượng đấy. Bởi vì không một chút kỹ thuật nào, chỉ vào đẩy chay. Thế là cực kỳ ấn tượng luôn. Có khi là khi nào đi thử thi powerlifting đi. Lúc nào em sẽ đi thử. Bài thứ hai bọn mình sẽ thử thi đấu với nhau, đấy là squat. Anh nghĩ là bài này cũng khá cân kèo đấy, tại vì Sơn biết anh gãy chân không? Em có. Đấy đúng không? Mình thì vừa gãy chân xong. Còn Sơn thì bảo là em cháu giờ tập chân cả. Đúng rồi, dân calisthenics là rất là lười tập chân. Thế anh nghĩ là kèo này cũng cân đấy, tại anh không nghĩ là chân của anh bây giờ được 100% sức mạnh đâu. Nhưng mà em đã thử squat hết cỡ bao giờ chưa? Em chưa. Em chỉ thử khoảng 60 cân thôi. Đó, thấy nặng hay nhẹ? Thấy bình thường. Bình thường. Nhưng mà em chưa thử mặc. Thế hôm nay đẩy thử giới hạn bản thân để xem là đẩy được bao nhiêu nhá. Được anh. Ok, 90 cân đúng không? Nhẹ lắm. 90 cân kìa, em run rồi. Đây anh đứng sau canh ấy, đề phòng bất trắc. Thế nào? Thế cũng bình thường. Cho 20 vào nhá. Được anh. 100 thì mức này là căng đấy. Thêm có 10 cân vào nữa so vừa rồi thôi. Anh vào luôn nhá. Anh xin sẽ thử trước nhá. Anh không nghĩ là mình cần nghỉ thêm tí nào nữa. Khá là nhẹ. Vào luôn chưa? Em sẽ thử. Thấy sao? Thấy cũng căng đấy. Có lên được thêm nữa không? Có anh. Mỗi bên 10 cân nữa nhé. Được. Để xem 120 có làm khó được 120 rồi à? Đây là 120 rồi. Wow. Để xem 120 có làm khó được Sơn Hanma không nhé. Anh vào trước à? Được, anh vào trước. Gì thế nhỉ? Thế nào? Vào được không? Em sẽ thử. Nặng. Cố lên được không? Chắc là thêm được khoảng 10 cân nữa thôi. Chắc không? 10 cân nữa chào. 10 cân nữa. Thấy 130 cân như thế nào? Em thấy đến ngưỡng thất bại rồi đấy. Thất bại đấy. 130 mà, thế anh lại vào chơi nha. Được anh. Có khi là mình ăn được Sơn Hanma bài này các bạn ạ. Đối với anh xin em nghĩ không nặng đâu. Nặng với một người gãy chân em ạ. Trăm ba mươi.
130 là hết sức rồi. Ok, anh không nghĩ là mình cần lên thêm tạ nữa đâu. Để với bài thứ 3 bọn mình sẽ thử thi đấu với nhau. Đấy là nội dung muscle up. Muscle up. Muscle up thì chắc là thường xuyên tập rồi đúng không? Em cũng ít tập rồi, em tập pull tường thôi. Chứ không tập muscle up à? Đúng rồi anh. Nhưng mà em dự đoán muscle up bao cân? Em dự đoán là khoảng 25-30 cân. 25-30 cân á? Dạ. Thế thôi, cho vận động viên calisthenics thì đi trước bài này nhá. Được anh. Ok. Em sẽ đi trước. Easy đúng không? 2 rep luôn. Easy. Thoải mái. Thoải mái đúng không? Nói thật là 20 cân muscle up cũng nặng đấy. Anh em nghĩ anh làm được. Anh lần cuối anh mắc là đúng là kéo vừa khít 20 cân vừa luôn. Vừa khít 20 cân. À. Có thể là anh xin lâu không tập muscle up. Anh nghĩ là nếu mà giảm xuống 15 cân thì 15. May ra anh có cơ may. 20 cân thì 20 cân hơi căng. Có lên nữa không? Em sẽ lên 25. Có lên 30 không? 30 thì hơi rùi anh. Lên nào. Ok, đến với bài tiếp theo thì chúng ta sẽ có deep, một cái bài basic khác của calisthenics. Vào trước hả? Đúng rồi, em vào trước luôn. Vào trước bao cân? Đây, chỗ này luôn. Ok. Nào, vào đây. 60 cân, chắc nhẹ đúng không? 60 cân. Rồi. Ok, đến lượt anh xin. Mọi người xem cái đống tạ này, chỗ này là 100 cân. Bây giờ Sơn đã đi 100 cân này đúng không? Đúng rồi anh. Bọn mình phải dùng đến hai cái xích luôn, tại vì sợ nhỡ một cái xích đứt. Và bài cuối cùng bây giờ bọn mình sẽ thử, đấy là pull up kéo xa. Lên. Được. Cao. Ok, đến round 2 bọn mình sẽ thử đến cân nặng là 60 cân. Easy. Được. Ok. Lên. Được. Tính. Bây giờ mình sẽ vào thử với mức tạ là 65 cân. Cái này cũng tương đối nhận rồi ạ. Vận động viên calisthenics là anh lên được đứng top đấy. Top á? Top. Thế nên bây giờ mình có thêm một trọng tài va ở đây nữa. Để xem là cái rep này nó có tính hay không. Tại vì càng đến mức cao ấy thì càng khó để đúng nhìn bằng mắt thường xem là mình đã đạt chuẩn hay chưa. Có trọng tài va ở trên này. Ui, hơi nặng. Thêm 5 cân nữa. Ui, hơi nặng. Không phải hơi đâu, rất nặng đấy. Đâu. Bây giờ Sơn sẽ làm lại một phát 75 cân nữa. Tại vì phát vừa rồi trọng tài va đông cho là Chưa tính. Em phải làm lại một phát nữa. Mình sẽ thử lại 75kg. Ok. Trọng tài va cho kết quả đấy ạ. Ok, thôi. Tính rồi đấy. Đây. Ok Sơn, thank you em.
Đúng là quái vật đấy. Mới chỉ quá 20 tuổi thôi nhưng mà các bạn có thể thấy thành tích của Sơn hơn mình rất là xa. Không chỉ hơn có 10 cân hay là 5-6 cân đâu mà hơn đến hàng chục cân tạ luôn. Bài duy nhất mình có thể thắng Sơn đấy chính là ở bài squat. Tại vì Sơn không được squat nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhưng em có định cải thiện những điểm yếu đấy của mình không? Có lẽ là em sẽ tập thêm về phần thân dưới nữa để cố gắng lên tầm 150-160kg squat được. Các bạn nghĩ mình có thể khỏe hơn Sơn Hanma không? Hãy comment thành tích của các bạn trong 5 bài vừa rồi xuống phía dưới chỗ mình xem nhá. Mọi người đừng quên theo dõi Sơn Hanma ở trên cả TikTok và Instagram. Và cũng đừng quên like và subscribe cho mình để tiếp tục luyện tập cùng Sinfa.